Hello, hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì như hôm qua Heo đã hứa ha, thì hôm nay là sẽ mở một không phải mở mà là up một cái con game tình thiên hạ Việt hóa full ha cho anh em. Bản này nghe nói là có trend boss rớt Kim Nguyên Bảo này nọ nữa nè. Rồi ở đây là dẫn 4 lát nhân vật này nọ, ngon lắm nha anh em, Việt hóa full luôn ha. Đó. Nhìn em kia cái qua nhìn em loli này cái thấy buồn luôn. Lâu rồi không xài em loli ha. Ok. Rồi nhà chắc không đủ hai ba vậy, để ba đi đồ đẹp không, tình nè, thú cưỡi nè, thú cưỡi là bao đẹp, thú cưỡi bao đẹp, cái này heo xác nhận ha. Đó rồi vô game, con này cũng không lạ lẫm gì lắm, nó là đó. Nhìn thấy là Việt hóa full này hả ha. Ok, vô là nhẫn như mọi khi, sử dụng thẻ lên blip 8 đó, 600 kim nguyên bảo. Rồi xong rồi nhận luôn, chứ nhận luôn vũ khí nè, đó nhận luôn trang bị luôn, đó nhận luôn đồ luôn, mặc lên liền luôn. Rồi bên này quà nạp nhận hết ha, đó quà nạp nè, nạp đầu nè, nạp cuối nè, nạp gì là lụm hết nha. À, tích lũy nạp nữa nè, đó bỏ qua đi, ta đang nhận tích lũy nạp mà. Rồi quà nạp thì ở đây chúng ta có VIP, VIP thì chúng ta nhận thưởng, nhận hết nha. Đó full free cho được VIP 8. Rồi bây giờ chúng ta quay ra cái trang chủ nè, đây đây là trang chủ của game ha. Ta qua fanpage xem có gì hot không nè. Đây fanpage thì chúng ta là có, để kéo nhỏ xuống, ở đây là khai mở S2 nè, vào 11 giờ ngày 14 14, thì hôm nay là 10, hôm nay là 13, up video là chắc 13 rồi. Rồi 13 vậy là ngày thứ hai nha anh em. Anh em nào có chơi thì có thể trải nghiệm S1. Ở đây nè có code nè. Code 1 là code 2 nè. Ok. Ồ nhập được hai code luôn hả ta? Ngon vậy. Tặng 1 triệu kim nguyên bảo và VIP 8. Wow. Nay tặng cho được 1 triệu kim nguyên bảo luôn rồi hả? Hôm bữa chỉ có 100 ngàn à. Ngon ngon, hôm nay lên được một số không rồi, được 1 triệu ha. Rồi chơi trên điện thoại máy tính, đánh boss rơi độ cực VIP à, độ cực VIP hả, ngon được. Tính năng cài ngày càng, rồi đi ngủ rồi luyện đúng cái này rồi à, có code like share nữa nè. Rồi ok, quay ra game thôi, vô game nào. Rồi bây giờ nhập code, tân thủ, thiên hạ ha, đây là cái code mặc định của game nè. Đó nhập code thành công ha. Đây bù đó, quy được để nuốt viên này thử coi, nhận. Đó, thêm kim nguyên bảo. Rồi còn code like share nữa nha. Còn code like share nữa nha anh em. Rồi mới thêm cái code đâu rồi,
mới nhập cái có lai xe nữa ha. Đúng rồi, quá trời luôn, bây giờ đéo biết nó nằm ở đâu luôn. Đây 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 đây, có lai xe nữa nè ha. Đó, kim nguyên bảo khóa 25 2000 2000, mà 25 ngàn là tính ra là được 1 triệu đúng không ta? Đi vô coi coi, hồi nãy chúng ta được 100 vạn 100 vạn. Má, nhiệm vụ nó chạy riết nhất cái đầu. Ăn chưa? Rồi đâu rồi? Rồi đâu rồi? Ủa ta nuốt chưa ta? Méo thấy luôn. Rồi còn một món quà đặc biệt nữa ha. Đâu rồi, đâu rồi? Đây, 20.000 ha. 20.000 xu nạp nha anh em. Rồi 20.000 xu nạp nè, anh em lấy ở đâu? Anh em lấy ở ngay trong cái phần để lại tên tài khoản ha. Tên tài khoản và tên nhân vật ở dưới cái video này ha. Rồi admin ổng đi qua rồi ổng phát code là phát xu cho anh em ha. Đó, được 20.000 nữa nha anh em. Rồi nhập có. Ủa này đâu phải. Này nạp thì nạp tích lũy nữa nè. Đó, có quà tích lũy luôn. Rồi, nạp vào game. S1. Đây, 20.000 chuyển vào ha. Đó, đổi. Đâu rồi, đây. Không phải đâu. Đây, đây, đây. Đó, 20.000. 20.000 nhận nè. Đó, nhận thư. Rồi, nhận thư xong rồi à. Đó, quà tích lũy nè, ngon không? Đó, 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 đó. Bậy rồi. Rất ngon luôn nha anh em. Đó, game 3D ha. Rồi, vậy là game free rất là nhiều ha. Rồi, anh em nào có chơi thì vào nhận ha. Đó, full quà nạp luôn nha anh em. Đó, phúc lợi này nọ. Đây, đăng dấu mỗi ngày, đổi mã. Nhập code là ở ngoài nha anh em, chứ không có nhập code ở trong game ha. Anh em nhập code ở trong game là nó không có hiện cái gì lên đâu. Rồi, ở đây mua quà VIP luôn. Đó, VIP, VIP. Rồi, theo đúng lời hứa ha. Đây là một con game full biệt hóa nha anh em. Đó, đánh boss rớt kim nguyên bảo khóa và đồ VIP này nọ nha. Mục tiêu, event, hoàn trả hàng ngày nữa chứ. Lãnh nè, đó. Má, cái game nó toàn là nhiệm vụ không. Nhiều khi mà nhiệm vụ biết mà nóng máu luôn anh em. Đó, game đồ họa khá là hay, khá là đẹp. Đó, đó, full việt hóa ha, việt hóa tất tần tật nha anh em. Nhận file đính kèm, rồi có một thứ mà heo rất là thích trong game này, lần nào vô nó cũng có luôn, đó là đó, thú nha, đó, thú, đó, nâng nè. Việt hóa hết luôn nè anh em, đó. Gì à, Lăng Vân Tiên Hạt. Đó, Kim Miên Bảo free cho chúng ta là hơn 1 triệu ha. Rồi xu web là free chúng ta là 20.000 xu web ha. God này nọ, đồ boss, đồ rất là ngon luôn. Và server rất là mượt nè anh em. Thấy rất là mượt luôn nè. Đồ sao nó chạy mượt dữ vậy? Trời ơi, mượt như em gái 18 luôn nè anh em. Đó, chù chà.
Ok, lâu lâu chúng ta đổi qua, chúng ta đi bằng con này. Đẹp quá ha, nhưng mà phi phong này nó không đổi hay gì ta? À, đổi rồi kìa. À, khá là ít ha, đổi khá là ít. Như vậy cũng được rồi. Lấy hết, xóa. Ok, ok, đó. Rồi, nhắc lại là đây, để ra ngoài coi, đậu xanh. Đây. Mười một giờ ngày 14 tháng 9 ha, là khai mở X2 ha. Đó, code ở đây rồi, tất cả là ở đây luôn. Anh em nào có chơi thì vào chơi ha. Ý có code ngày nè. Chơi chơi chơi. Ngon lành ngon lành. Heo rất thích những con game mà có code ngày nha anh em. Được được được. Ô 7 rồi, hiệp chứ không phải lại. Đó, hiệp thách ha. Vô vô nhập code, đậu phộng có code ngày luôn, code hàng ngày luôn. Đó. Đâu rồi, quà hàng ngày đâu? Đó, code ngày nè. Đồ 20.000, 20.000 nhân lên. Chả nhớ bao nhiêu nhưng mà xài đỡ đi. Đó, code ngày ha, 11. Đó, mừ. Mừ không được hả ta? Ok, kệ đi. Rồi, code rất là nhiều luôn ha. Link heo để dưới phần mô tả. Rồi link fanpage này nọ heo để hết ở dưới ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Đó. Game này là ổn định và lâu dài ha. Anh em nào muốn mà cài cuốc mà lâu dài thì có thể qua đây ha. Bây giờ cho nó chạy nhiệm vụ đâu nè, đẹp không? Trời ơi, con nó chở con công đi kìa. Quá là đẹp. Đó, kỹ năng của nó nè, bắn nè. Ôi giời ơi. Oh my god. Đâu, bay luôn hả? Ngon ngon, con bé nó biết bay nha. Đó, wow. Đồ cảnh đẹp ghê anh em. Rồi, thôi, link heo để dưới phần mô tả ha. Thông tin này nọ heo để hết ở dưới ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Rồi cứ vậy ha. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video tới giờ này ha. Ok ok. Chế tạo, rồi bây giờ đi phá nào. Đó, ở đây có thời trang nữa nè. Đó, đó, các bộ thời trang nè. Đẹp ghê không? Trời ơi. Đó. Wow. Cái này mà để cho nhân vật bự hồi nãy mặc là ngon lành luôn. Cái này là chỉ là bé loli thôi ha. Thử cái nữa coi tiếp theo là bộ gì đây. Đó, ôi ôi, càng ngày nó càng đẹp anh em. Chù chà mà ơi. Đù, có con cáo ở trên luôn. Đó, ở đây có cánh nữa nè, ngon ngon. Nâng cánh nè, full việt quá, chơi đã ghê luôn anh em. Trời ơi. Đó, u rất là mượt luôn, server rất là mượt luôn, chạy như gió luôn à, trời. Không kịp nhìn thấy cái cánh luôn anh em. Đó, cái cánh vừa đeo vô là tao nói là có cái cánh mới ụp lên liền. Đó, wow. Lên rồi, cánh rất là đẹp luôn. Đó, 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 đó. Trời ơi, cái cánh nè. Chù. Tiếp, tiếp coi. Tới cánh cuối luôn anh em ơi. Cánh cuối luôn không?
Dạ, cánh cuối. À, cánh thứ 9 rồi nè. Đó. Cánh 10 luôn rồi, lên cánh 10 rồi, lên cánh 10 rồi. Thịnh thế yên hoa ha. Đó, cánh 11 luôn. Wow, lên cánh đỏ rồi anh em. Chù. Cánh đỏ rồi, cánh đỏ rồi. Tới luôn rồi bác tài ơi. Cánh 12 rồi. Ôi 12 cánh đẹp nè, không 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 nâng nữa. Hình như là còn có cánh 13. Thôi cánh kia xấu quá. Ở lấy cánh 12 thôi. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share, ủng hộ heo nha anh em. Bye bye, có cốt ngày nữa nha anh em. Không sợ bị đói ha. Đó, đánh boss này nọ rồi ra nhiều thứ nữa ha. Ok, thôi bây giờ heo chơi đây. Trời mưa rồi nè. Trời mưa rồi, sét quá trời luôn. Trời ơi. Ở đây có nâng cấp vũ khí nữa nè anh em. Đồ. Ít khi nào heo chơi lên lâu như vậy lắm. Đó, đồ lên vũ khí cá chép luôn nè. Trời ơi. Hợp với bộ đồ ghê anh em. Đó. Tới tâm ha. Lên nữa thì sao nhỉ? Đó, cây súng bằng vàng. Không thấy cây nào bự bự hết ta, mấy cây này nhỏ không à. Đó. Wow, một cây súng khá là ngon đó. Khá là dữ dằn nha. Hy vọng lên sẽ có cây nào bự bự hơn. Cây này nó vẫn nhỏ rồi ta. Cẩm gù hả? Giống cẩm, cẩm sà cừ quá. Cây nãy vẫn đẹp hơn anh em, cây này hơi xấu ha. Cây này hơi xấu, cây này hơi xấu thiệt đó. Nhìn giống cái động cơ tinh lửa chứ. Cây này vẫn không đẹp anh em. Ôi giời ơi, cây tiếp theo còn xấu gớm nữa. Thôi nghỉ, nhiêu đó thôi. Rồi ok, thôi anh em chơi game nha. Bây giờ là ốp thiệt đây. Link để dưới phần mô tả hết nha. Code rồi thời gian ra server mới rồi này nọ là đầy đủ nha anh em. Ok, bye bye. Đồ mà có thần binh nữa hả? Vãi.